Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em đã làm hoàn chỉnh những chiếc vang số như là X12 hay là chiếc SBX2000 hay là chiếc Siso 1080 hàng mới hay là chiếc Chibat 998 Mota 98A. Chiếc X12 này là gửi cho một chú em là khách quen ở trong thành phố Hồ Chí Minh này. Và chiếc SBX là chú em thành phố Hồ Chí Minh gửi đến căn chỉnh 1080 của bác Nam Định ở Đồng Hương Nam Định, và chiếc Chibat Mota 998A của chú em Quảng Ninh gửi đến căn chỉnh thì em làm hoàn chỉnh, và buổi chiều hôm nay thì em sẽ gửi trả lại cho các bác anh em sử dụng. Thì em lại chia sẻ các bác anh em một điều này. Khi các bác anh em mua vang số ấy, thì các bác anh em chỉ nhìn vào cái ruột gan của một chiếc vang số thôi. Còn các bác lại không nhìn vào cái vấn đề của người căn chỉnh, cũng như là cái vấn đề của người đã từng sử dụng những chiếc vang số mà em bán cho các bác anh em, cũng như là các bác anh em gửi đến căn chỉnh. Thì chiếc X12 này là gửi cho một chú em ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và chú em này ấy thì là khách quen của em, khách lâu năm rồi, khách quen lâu năm rồi, mua của em rất nhiều vang số rồi, mua của em rất nhiều vang số, và lại đã tiếp tục đặt mua một chiếc vang số X12. Trước đây cũng mua của em mấy chiếc vang số X12 rồi, mấy chiếc vang số X12 rồi, và bây giờ lại tiếp tục đặt mua. Một cái phản hồi rất tốt của những người mà đã sử dụng cái sản phẩm vang số X12 của em bán ra. Trước đây cũng đã bán X12 màu vàng này, X12 màu đen này, rất nhiều vang số cho cái chú em này. Thế thì một vấn đề là các bác anh em là người mua hàng ấy, các bác anh em nên lắng nghe cái phản hồi của cái người dùng, cái đấy là một cái quan trọng. Chứ còn đôi khi á thì các bác anh em khi đi mua thì rất thích là xem ruột gan linh kiện, nhưng mà cái ruột gan linh kiện ấy nó chỉ thể hiện ở phần cứng thôi, còn cái phần mềm và cái người cài đặt thì nó như thế nào. Bởi vì trên dòng vang số X12 hay nhiều dòng vang số khác ấy, chỉ cần thay đổi một chút thôi, một số thôi, thậm chí một số thì nó khác rồi. Cho nên rằng là cái vấn đề mà các bác anh em đi mua ấy, là rất thích là xem cái ruột thì được cái gì. Khi đi mua thì là cái nhất phải xem được cái hình thức của chiếc vang, nó mới là nó cũ, nó là chủng loại gì, và xem cái người cài đặt hàng ngày cài đặt vang số như thế nào. Các bác có thể là xem những video của em chia sẻ về vang số, cũng như là thông qua những cái phản hồi của cái người dùng, cái đấy mới là quan trọng. Vì sao em ở Hà Giang mà em lại có nhiều người, nhiều anh em biết đến như vậy? Bởi vì là các bác anh em cũng đã từng theo dõi em căn chỉnh, từng xem em căn chỉnh, và nhiều bác anh em còn áp dụng theo em thấy khá hay rồi, thì lại tiếp tục như vậy là gửi cho em để mà có cái sự căn chỉnh kỹ càng hơn, Rất nhiều các anh em là cũng đam mê về âm thanh, cũng khám phá rồi tự mình căn chỉnh, áp dụng theo những phương pháp của em căn chỉnh thì thấy nó có hiệu quả, thì là gửi cho em căn chỉnh. Chứ đôi khi các anh em mà đi mua những cái đơn vị ấy, mà làm không tốt ấy, có thể là rẻ hơn một chút, có thể là các bác anh em được xem rất là nhiều sản phẩm, nhưng chưa chắc đã hay. Đây là chiếc X12 gửi cho chú em thành phố Hồ Chí Minh, còn rất mới. Em đã nhập về thì đa phần là cũng phải chọn lựa, tất nhiên là cũng không thể được 100%. Có những chiếc vang số thì trong cái số lượng nhập về thì có những cái là có khi trong quá trình vận chuyển nó rất sẹo, hay là nó có những cái mà anh em bạn hàng như vậy là đóng vào thì mình cũng không để ý. Thế nhưng mà theo một cái tính chất là khi nhập về thì em cũng phải chọn lựa rồi, cho nên cái giá của em bán ra thì nó nhỉnh hơn một chút, nó phải hàng đẹp. Trước tiên là phải là với một cái tiêu chí là khi nhập hàng về phải chọn lựa, và cái giá bán ra thì chắc có khi nó phải nhỉnh hơn một phần là chất lượng, về cái hình thức mẫu mã nó đẹp. Cái hai nữa là cài đặt kỹ cho các anh em thì nó phải nhỉnh hơn. Thế còn các anh em như vậy là mua một chiếc vang số nó nhỉnh hơn 100-200, nhưng nó giải quyết được cả một cái hệ thống âm thanh của các anh em đang sử dụng, đấy là một vấn đề. Cho nên rằng là nhiều chiếc vang số ấy, mua về nhưng có sử dụng đâu, kể cả là rẻ như là chiếc Chibat Mota 98A này, mua thì mua rẻ nhưng mà cài đặt thì thế làm sao sử dụng được, hoặc là đắt như là chiếc 1080 M hàng mới này, làm sao sử dụng được, cài đặt không tốt làm sao sử dụng được. Hoặc là một chiếc vang số rẻ tiền như là chiếc SBX 2000 này, rẻ tiền thôi
Nhưng mà nếu như ông biết cài đặt tốt ấy, thì vẫn sử dụng tốt mà. Nhưng bản thân các anh em làm sao sử dụng được, làm sao cài đặt được? Các anh em là người sử dụng làm sao cài đặt được? Bởi vì trên X12 này các bác cứ mải mê với lại cái RAM, cái chip, cái tụ, cái nguồn. Nhưng các bác không thấy được rằng là một cái vấn đề nó như này. Đây là chip vang số X12 và làm cho chú em này là 10 chế độ. Và trong cái quá trình bán và căn chỉnh vang số ấy, liên tục thay đổi, liên tục nâng cấp, liên tục thay đổi, bổ sung thêm các cái phần mà tốt hơn nữa. Cài một chiếc vang số các bác thấy rằng là rất nhiều phần nhiều mục, thậm chí là cái phần music nó còn ảnh hưởng đến cái phần mic và phần effect, rồi nhiều chức năng nâng cao nữa, limit compressor. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh ấy, thì em thường xuyên bổ sung thêm những cái mà nó tốt hơn trên một chiếc vang số. Đây là 10 chế độ. Thế thì bây giờ ở một cái chế độ này chẳng hạn, chế độ này là thử này. 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 RAM gì, chip gì. Nhưng chỉ cần thay đổi như thế này thôi thì các bác đã thấy rằng nó đã làm hỏng cái RAM cái chip rồi. Hiện giờ đang để là cái E cho B này đang là 68 nhá. Bây giờ để đến 70 này. 69 đi, để là 69 đi. 1 1 2 6 1 1 2 6 lên 70 này. 1 1 2 6 1 1 2 6 xuống này. Xuống 67 này. 1 1 2 6 1 1 2 6 xuống 66 này. 1 1 2 6 1 1 2 6 lên 68 này. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 67 này. 6 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
69 này. 1126. Nó khác rồi, lên 70 này. 1126. Chỉ là 1% thôi thì chất âm của một chiếc vang nó đã khác rồi. Các bác đã bỏ ra gần 4 triệu để mua một chiếc vang, nhưng mà chỉ thay đổi có 1% thôi thì chất âm nó đã khác rồi. Cho nên là cái vấn đề mà làm một chiếc vang số ấy, là nó đòi hỏi sự thẩm âm, đòi hỏi sự kinh nghiệm. Chứ còn các anh em như vậy là khi đi mua cứ thích như vậy là xem cái giam với chip cái tụ cái nguồn. Những cái chip cái giam với chị cái tụ cái nguồn đấy á, mà nếu không biết làm ấy thì cũng vứt đi. Chiếc vang số X12 này á, nếu như mà cài không tốt ấy, có khi còn thua xa chiếc vang số rẻ như là chiếc SBX 2000, hoặc có thể là không bằng chiếc Chibat 998 mô tả. Cho nên là một cái vấn đề là khi mua vang số là các anh em nên là nhìn nhận vào cái người làm và nghe ngóng cái phản hồi của cái người dùng, thì cái đấy nó là một cái mà hiệu quả khi các bác anh em mua bằng số.